gần vui nhất có thoại đồng gió là con xe trong sân điện lý phục cổ. Dù là ngày nào thì cũng thật xô bồ, nhưng sao vẫn thấy thật an nhiên. Đầu tiên lái qua phố trang tiền, sau đó dạo một vòng bờ hồ. Qua lò đúng đã bắt phượng bò dẫn từ bếp đây không hề hồ đồ. Tốt nhất đừng nên giờ cho là một cốc trà đá sông rẽ thẳng vào chợ Đồng Xuân. Chúng ta đích đến chính đây như là ở Hồng có Tâm. Có chợ Đồng Xuân vui nhất, có chợ Đồng Xuân. Mùa nào được nấy, xa gần đến mùa. Mà cổng giữa có chỉ hàng dừa, hàng cau, hàng quý, hàng dưa rồi hàng hồng. Ai ơi đứng lại mà chờ. Tây rồi về tại hiện tại ăn uống nhậu. Yeah yeah.